Chào buổi tối mọi người đã ăn tối chưa? Chuyện kể về chị Nga là một nhân viên ở một công ty logistics. Năm nay chị 23 tuổi, chị cân nặng là 60kg và mong muốn chị muốn giảm 5 cân để cải thiện vóc dáng của mình. Thì chi phí cho mỗi bữa ăn chỉ có thể bỏ ra là 40.000 đồng trên một bữa. Và chị mong muốn được nấu ăn tại nhà để có thể đảm bảo cho an toàn. Và đây là một trong những bữa tối mà công ty chuẩn bị, thì em xin mời mọi người thưởng thức ạ. Thì đây là bữa tối được xây dựng dựa trên tập khảo sát khách 549 khách hàng của Costi trong quá trình khảo sát khách hàng vừa qua. Thì trong quá trình khảo sát thì có rất nhiều những vấn đề về dinh dưỡng báo động ở giới trẻ Việt Nam. Bên cạnh các bạn trẻ không biết là hôm nay ăn gì, thì các bạn còn gặp những vấn đề như là quản lý thời gian, chi phí chưa hiệu quả, không có tiền quy trả cho những chuyên gia hay là những phòng tập gym hay phòng tập yoga. Bên cạnh đó thì họ còn thiếu những nơi cung cấp thực phẩm sạch và an toàn. Và giải pháp chúng em mang đến hôm nay là ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo mang tên Costi, với tính năng chính là gợi ý lên lịch và kiểm soát lượng calo hiệu quả mỗi ngày. Costi áp dụng cho 3 nhóm đối tượng khách hàng là nhóm đối tượng muốn tăng cân, muốn giảm cân hay là muốn giữ dáng để cải thiện làn da. Em xin mô phỏng qua về hệ thống. Chị Nga là người sử dụng app. Trong quá trình sử dụng, ngoài việc những cung cấp những thông tin cơ bản, thì chị Nga sẽ đăng nhập cung cấp cho Costi những vấn đề về món ăn ưa thích, chi phí cho mỗi bữa ăn hay là món ăn bị dị ứng ăn kia. Costi sẽ đồng hóa dữ liệu để có thể gợi ý món ăn hàng ngày. Cuối mỗi bữa ăn thì chị Nga sẽ feedback cho hệ thống là hôm nay chị đã ăn gì, và Costi sẽ đồng hóa và có thể gợi ý những bữa ăn ngày hôm sau, đảm bảo thực đơn luôn đa dạng và phong phú nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Hiện nay trên thị trường thì có những ứng dụng như là Jaloist, Lost It hay là MyFitnessPal là những ứng dụng mà nước ngoài đi trước có những tính năng tương tự. Tuy nhiên Costi tự tin là ứng dụng do người Việt viết dành riêng cho dinh dưỡng Việt, với ngôn ngữ giao diện ngôn ngữ đơn giản, là kết hợp với những nơi phòng tập spa hay là nơi tập gym để có thể khách hàng có những chính sách ưu đãi cũng như là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bên cạnh đó thì còn giúp khách hàng an tâm khi mà gợi ý những nơi cung cấp thực phẩm tập sạch và an toàn trong vòng bán kính 5 km. Bên cạnh đó thì còn tích hợp video hướng dẫn nấu ăn để khách hàng có thể xem ngay tại bếp nhà mình. Vâng, và đây là chính là mô hình kinh doanh của chúng em tại giai đoạn hiện tại. Và mô hình này bọn em đã phải chỉnh sửa và chỉnh nghiệm rất là nhiều. Tiếp theo là về mảng tài chính. Thì doanh thu và chi phí chi tiết thì bọn em đã có in ra cho mọi người rồi đấy ạ. Về doanh thu thì năm thứ 2 bọn em sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu, và tổng doanh thu sau 2 năm sẽ là đạt gần 3 tỷ. Tổng chi phí từ khi bắt đầu thực hiện dự án cho đến khi hoạt động một cách ổn định thì sẽ là khoảng hơn 1.8 tỷ. Và lợi nhuận sau 3 năm sẽ đạt được xấp xỉ 1 tỷ đồng. Và sau khi với cái chi phí như vậy thì Costi đã tính toán ra thời điểm hòa vốn sẽ là sau 1 năm 4 tháng. Và tiếp theo về giá trị xã hội thì Costi hướng tới đó chính là cải thiện chất lượng bữa ăn cho mọi người, giảm tỷ lệ người mắc các bệnh về dinh dưỡng liên quan đến dinh dưỡng. Tiếp theo là bảo đảm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó hướng mọi người hướng đến là có một lối sống, lối ăn uống healthy hơn, cân đối hơn, và giúp nâng cao tầm vóc Việt, từ đó mà giúp mọi người có thể xây dựng một chuỗi giá trị có ích cho cộng đồng. Và bên cạnh đó chính là biểu đồ kỳ vọng của Costi vào năm 2023 về tỷ lệ người mắc các bệnh dinh dưỡng liên quan sẽ giảm một cách đáng kể. Trong suốt quá trình thực hiện và hoạt động thì Costi liên tục lấy ý kiến phản hồi của khách hàng để có thể cải thiện app hơn. Và điều gì khiến Costi tự tin có thể là những điều trên? Thì ngoài việc đồng hành cùng với hai cô đồng đội vô cùng tài năng thì chúng em còn có đội ngũ cố vấn và supporter dày dặn kinh nghiệm đến từ nhiều lĩnh vực như là chuyên gia dinh dưỡng, cố vấn chiến lược, cố vấn công nghệ hay là về kiểm toán. Vâng, và bọn em cảm thấy vô cùng may mắn và vinh dự khi có mặt trong đêm chung kết buổi tối ngày hôm nay với sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả. Và bọn em mong rằng là mình sẽ tiếp tục nhận được những đóng góp, những đánh giá về dự án Costi này, để dù cho là trong tương lai bọn em có đi tiếp hay là dừng lại thì bọn em vẫn tiếp tục cùng nhau thực hiện dự án này để nhằm đưa được sản phẩm thực tế ra ngoài thị trường, nhằm đóng góp được những lợi ích giá trị cao nhất đến cho cộng đồng. Chúng em xin cảm ơn ạ.
Dạ vâng, đây là một cái app mà bọn em sử dụng và bọn em có hai hướng chính là xuất phát của bọn em ạ. Chứ không có bên nào, bọn em sẽ đưa ra hàng hai giai đoạn. Là giai đoạn thứ nhất là giai đoạn B2C, là giai đoạn bọn em thu tiền từ khách hàng trực tiếp. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn tiếp theo ngoại trừ B2B. Thì B2C thì bọn em sẽ hướng đến là B2B, là hướng tới thu tiền từ những phí, từ những cái nơi phòng bar, là ví dụ như phòng tập gym hay là những cái nơi mà chăm sóc về sức khỏe và nơi cung cấp thực phẩm sạch nữa. Chính vì thế cho mình đang hỏi một cái là liệu rằng có ai sẽ bỏ ra 39.000 một tháng để đăng ký cái app này không ấy? Dạ, đấy là đối tượng khách hàng của bọn em ạ. Và bọn em đã dựa cho trên một cái bảng khảo sát là 549 người và những cái đối tượng khách hàng mục tiêu của bọn em, và thông qua việc tính về chi phí và cũng như là cái tiền mà khách hàng người ta đủ khả năng để chi trả để đưa ra được con số chi phí này ạ. 3 tỷ doanh thu sau 2 năm đúng không? Dạ, vâng ạ. Dự kiến là bao nhiêu người dùng? Bọn em dự kiến là bắt đầu là bọn em đi vào chính thức và bắt đầu thu doanh thu thì là sau 1 năm, thì lúc đấy đối tượng bọn em sẽ là 1.000 người ạ. Và đến năm thứ 2 thì đối tượng khách hàng sẽ càng mở rộng hơn và mọi người sẽ biết nhiều hơn đến app của chúng em, thì đối tượng sẽ mở lên là trên 8.000 người ạ. Đến năm thứ 3. 8.000 người? Dạ vâng. 40.000, thế là thành bao nhiêu tiền? Vâng. Là bởi vì là cái nhu cầu về ăn uống này của mọi người thì nó không chỉ dừng lại là ở vấn đề là mọi người được ăn no, mà còn là ăn ngon và ăn đảm bảo chất dinh dưỡng nữa. Ok ok, hỏi một câu về thôi. Xin chào các em. Dạ vâng, chị rất quan tâm đến cái ứng dụng này của các em và hy vọng là nếu mà có cái ứng dụng Việt như của các em đang đề xuất ý, thì chị sẽ là trong số những khách hàng sử dụng đầu tiên. Vì hiện giờ chị cũng đã sử dụng một số cái app đối thủ như trên em nói, cho nên là chị cũng chưa dám đặt các cái câu hỏi về chất lượng, làm sao để bọn em có thể gọi là recommend ra được các cái món ăn. Bản thân chị cũng đang phải rất là loay hoay trong nhà, cho chị nghĩ là về tiềm năng của em là có. Bây giờ câu hỏi của chị thì nó đi vào trực tiếp hơn một chút vào cái phần promotion của các em ý. Thì khi đã ở đây các em gạch đầu dòng ra thì đây là những việc người khác cũng làm. Vậy trong những cái việc mà các em gạch đầu dòng ra là fanpage, là website, là Instagram, là liên kết với các trung tâm spa hoặc gym, em xếp ưu tiên cho chị để bắt đầu đi ra thị trường thì em sẽ xếp ưu tiên các kênh nào? Dạ, bọn em là app ứng dụng, thế nên là bọn em sẽ ưu tiên sử dụng phần online trước. Và sau đó là sau cái phần online thì bọn em sẽ hướng mạnh vào đầu tiên là Facebook ạ. Và bọn em đã đang có những cái trang web của bọn em ở trên Facebook và trên fanpage để thu hút những cái lượng người thực sự là khách hàng tiềm năng của bọn em và họ có nhu cầu với sản phẩm này ạ. Và sau đó sự liên kết của bọn em đối với những cái phòng tập gym hay là phòng bar thì đó là giai đoạn 2 của bọn em đang hướng tới ạ. Quay lại câu hỏi, quay lại cái ý đầu tiên của chị. Dạ, tức là khi mà những người dùng như chị đã sử dụng các cái ứng dụng đối thủ của em, thì câu hỏi đặt ra là liệu cái chất lượng app của bọn em có đủ tin tưởng để có thể recommend cho người dùng cái chất lượng bữa ăn, cái chất lượng của món ăn vân vân hay không. Thì nếu mà em dùng cái kênh gọi là Mass Facebook ấy, thì cái đấy nó hơi trước mắt là ở cái bước gọi là tạo awareness để thị trường biết đến cái việc đấy. Và em sẽ phải tính đến các những cái trải nghiệm tiếp theo cho khách hàng, đúng không? Tức là làm thế nào để người ta dùng thử, làm thế nào người ta phản hồi và làm thế nào để bọn em cải thiện được cái app, bởi vì thường là các app là bản thân là những cái ứng dụng lớn như Facebook thôi được không? Cái ý của chị muốn là ở trong cái phần promotion là như vậy, nên sẽ phải là cứ là tôi lên Facebook là tất cả, bởi vì ai làm Facebook hết, cho nên phải ưu tiên nhé. Ở đấy là chị gọi là để tư vấn chị đấy là ưu tiên. Vâng, thì em cũng xin được trả lời câu hỏi của chị ạ. Là bởi vì là bọn em là những cái thế hệ app đi sau và bọn em luôn luôn là học tập những cái kinh nghiệm và những cái điều đi trước của người ta, và bọn em hướng tới là có những điểm khác biệt hơn. Và trong cái việc mà làm sao mà thu hút được khách hàng đối với những cái app mới của bọn em, thì bọn em sẽ đưa ra được cái những chiến lược thúc đẩy khác, bên cạnh đó là những cái ưu đãi rồi những cái giá trị khuyến mãi hướng đến khách hàng. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Em cảm ơn phần đặt câu hỏi qua giám khảo ạ.